và một mức bề dài của các hội làng trên toàn miền Bắc. Hai nhà tù sẽ thể hiện các miếng đánh của vật dân tộc và những miếng đánh của vật tự do. Giữa đô hương và đô tướng, hai đô đã thể hiện các những đoạn đánh khóa và những đường quan bắc và những đoạn đã rất hay.